Vâng, xin chào toàn thể quý khán giả đã quay trở lại với kênh của Sơn Quài Vlog. Ngày hôm nay kênh của mình xin được tiếp tục chia sẻ một video về một mảnh đời không may mắn tại tỉnh Thái Nguyên. Đó là tang lễ của cháu Đinh Kim Thùy, cháu Hưởng Dương 22 tuổi. Thưa quý khán giả theo dõi video của mình thì hãy để lại những bình luận và chia sẻ, những sự bình luận và chia sẻ của quý khán giả sẽ là những lời góp ý chân thành nhất chỉ để cho kênh của mình được chia sẻ những video tới toàn thể quý khán giả một cách tốt nhất. Vâng, và bây giờ xin mời quý khán giả chúng ta hãy cùng theo dõi video. Tang lễ cháu Đinh Kim Thùy. Cháu Đinh Kim Thùy sinh ngày 19 tháng 8 năm 2000, trú quán tại xóm Nhà Thờ, xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Cháu Hưởng Dương 22 tuổi. Vâng, thưa quý khán giả, cháu Đinh Kim Thùy thì bị mắc bệnh béo phì bẩm sinh, nên cháu đã bị ảnh hưởng của rất nhiều loại bệnh kéo theo. Mặc dù cháu đã được gia đình và các bác sĩ đã tận tình cứu chữa, nhưng cháu không qua khỏi và đã về theo Chúa. Sự ra đi của cháu khiến cho ông bà, bố mẹ và mọi người trong gia đình cùng bà con lối xóm vô cùng xót xa, bởi cháu mới 22 tuổi đời. Vâng, thưa quý khán giả, nhìn vào di ảnh của cháu Đinh Kim Thùy và những tiếng khóc của người thân trong gia đình cháu, thật là xót xa vô cùng. Bố mẹ đã nuôi con vất vả biết bao nhiêu tháng ngày, lòng mẹ thì thương con nhất ở trên đời. Con yêu, ngày đêm sớm tối lo từng giấc ngủ cho con, cả đời sương gió lo từng bát gạo đồng tiền, muốn cho con mình sau này khôn lớn thành công. Lòng mẹ thì thương con không nói bằng lời. Con yêu, trải qua 5 tháng, con phải nén mình chịu đau, ngày đêm sớm tối bố mẹ nguyện cầu cho con sớm mau khỏi bệnh để rồi nạt khỏi tai qua. Thương con thức bao đêm dài, mẹ đi tìm thang thuốc để về cứu chữa cho con. Thương con khuya sớm bao tảo tần, nặn nỗi reo neo mẹ đi tìm thuốc chữa cho con. Giờ đây con đã không còn trên đời, con ơi, mẹ thương con lắm, con đừng bỏ mẹ mà đi. Đừng đi đâu nữa, con hãy quay về nhà đi. Tiễn con như thế này bố mẹ đau lắm, còn đâu. Oh,
con giờ đi ngàn thu yên giấc. Kể từ đây con bằng đôi bàn tay.